với bao nhiêu thương hiệu trà sữa ngoài kia người ta còn không thành công, bây giờ làm ra nữa thì làm sao mà thành công được. Chị em mình đặt được cái mục tiêu là chị em mình đạt được tần này doanh số, đạt được tần này doanh số. Nhưng mà khi không đạt được nó thì ông cha chúng ta, tức là khi mà mình chưa làm đủ đều và tới, do vậy là gì? Không thể thành công được. Và ông cha ta thì thường thường nói một câu là gì nhỉ? Rồi ơi, con ơi, đúng không ạ? Cái vùng quê như thế này thì làm sao mà kinh doanh trà sữa được? Hay là gì? Bao nhiêu đời nay nhà mình có ai kinh doanh đâu được mà bây giờ mày lại đi kinh doanh? Thôi đi làm đi. Thì có phải là cái sự tư duy ở trong đầu của ông cha ta không, của bố mẹ chúng ta không? Tại bởi vì nó là cái thói quen từ ngày xưa rồi, hoặc là của những người thân các bạn là không thể đạt được đó đâu, không thể thế nọ thế kia đâu, vì cái vùng này rất là khó, hay trà sữa giờ nó quá nhiều rồi. Cái kiểu mày nhìn ở kia kìa, có bao nhiêu quán trà sữa ngoài kia có thành công đâu mà mày đòi thành công. Thế là nó cản trở cái nỗi cản trở này, tức là tư duy từ ngày xưa của ông cha ta. Thế là nói cho chúng ta biết thế nào là cái sự cản trở của chúng ta không dám thay đổi nó. Có đúng không anh chị em là hay bị người nhà nói câu như vậy không anh chị em? Thế vậy thì Hiền nhá, hỏi các bạn nhá. Đúng rồi, bạn kêu là vâng đúng không ạ. Thế thì Hiền hỏi các bạn nhá, bố mẹ Hiền hay là bao nhiêu đời của nhà Hiền đã bao giờ gia đình Hiền kinh doanh về trà sữa chưa? Mà cả bên nội bên ngoại, nhà Hiền trước đây là gần như là chưa có ai đi vào con đường kinh doanh cả. Hiền là người mà đầu tiên về kinh doanh, không có thừa hưởng của bố mẹ hay là gen hay loài giống gì về kinh doanh, đúng không? Hiền cũng không phải là con nhà giàu, đúng không? Nếu như Hiền chia sẻ cái kinh doanh của Hiền cho bố mẹ mình biết, hay ông bà hay người thân Hiền biết, và mọi người sẽ cản trở Hiền là gì? Bao nhiêu đời nay nhà mình làm gì có ai kinh doanh hả con? Rồi nhà mình nghèo, vốn đâu ra mà kinh doanh? Là gì? Với bao nhiêu thương hiệu trà sữa ngoài kia người ta còn không thành công, bây giờ làm ra nữa thì làm sao mà thành công được? Thế nếu như cái cản trở đó nó mà nói đến Hiền mà Hiền lại gì? Không có sự chính trực thì có ngày hôm nay không ạ? Do vậy là những cái thói quen của ông cha ta từ ngày xưa nó sẽ rất là khó để cho chúng ta dám đứng lên thay đổi được nhá. Do vậy là anh chị em luôn nhớ một câu là người giàu thì người ta luôn phải dùng những cái kiến thức để người ta kiếm tiền. Như Hiền đây này cũng đang dùng kiến thức của mình để kiếm tiền đấy chứ. Chứ Hiền có dùng sức lao động của mình để kiếm tiền đâu. Đó. Còn người nghèo thì các bạn luôn phải dùng sức lao động của mình để đi bán hàng. Nhớ Việt mấy Như nhá, từ nay mà tự đi bán hàng nhiều quá 20% nhá thì phải thay đổi lại ngay nhá. Phải biết là bỏ tiền ra thuê nhân sự biết để làm thay mình, để mình phải làm những cái việc khó hơn là marketing và đi tuyển đại lý, nhớ chưa? Mình làm marketing nhiều, mình tiếp cận nhiều thì mình phải gì? Phải nói chuyện với khách hàng nhiều. Nói chuyện với khách hàng nhiều thì làm gì có thời gian mà đi bán hẻ nẻ hàng trà sữa em. Bán trà sữa chỉ là dùng để cái phương tiện để anh chị em mình đạt được cái mục tiêu của mình thôi. Bán trà sữa nó là một phương tiện, là một mục tiêu nhỏ để nó rất nhiều mục tiêu để chúng ta muốn đến được cái mục tiêu lớn của chúng ta, để chúng ta có một đội nhóm vô cùng tuyệt vời như thế này, đúng không ạ? Chứ không phải là đi bán lẻ trà sữa. Như là trà sữa thì Như không phải là cô bán lẻ trà sữa, mà Như phải là một chuyên gia kinh doanh trà sữa. Và chuyên gia, đã là chuyên gia phải là người thành công rồi đúng không anh chị em? Mà muốn là người thành công thì người ta phải có chiến lược rõ ràng, và người ta phát triển bản thân để người ta dùng những cái kiến thức đó người ta đi người ta kiếm tiền, dạy đội nhóm của người ta, chứ không phải dùng sức lao động mồ hôi nước mắt của mình để đi kiếm tiền nha. Còn mỗi khi bạn ra một quyết định thì cuộc đời của bạn
sẽ được thay đổi. Nếu như mà như hôm nay, như bà Việt hôm nay mà ra một quyết định là làm y như chiến lược của chị hướng dẫn, mà làm đúng theo chuyên gia hướng dẫn em, thì chắc chắn cuộc đời em sẽ thay đổi. Em làm cái gì cũng phải có chiến lược rõ ràng và có mục tiêu rõ ràng. Và bán lẻ trà sữa nó chỉ là cái phương tiện để cho mình làm về marketing, và mình đang thực hành luyện tập việc bán trà sữa. Chuyên gia là họ phải dùng kỹ năng kiến thức để đào tạo lên những ông bà chủ kinh doanh trà sữa. Vậy khách hàng mang tiền lại cho em là những người kinh doanh trà sữa, yêu thích việc kinh doanh, chứ không phải khách hàng cuối cùng là mua trà sữa đâu nha. Mình phải xác định rõ tệp khách hàng của mình nha Việt. Vậy tại sao người giàu thì càng giàu mà người nghèo thì càng nghèo? Bởi vì Hiền dạy như thế này, Hiền dùng các kỹ năng kiến thức của mình đào tạo như thế này, Hiền sẽ hút được rất nhiều người. Vì hôm nay cái buổi livestream, Hiền không những dạy đậu nhóm của Hiền được thành công, mà có bao nhiêu kênh, đúng không ạ? Thậm chí đến hàng triệu lượt view, lượt xem trên tất cả các kênh. Đúng vậy, mình ngồi làm việc tại đây như hàng triệu người biết tới Hiền, đúng không ạ? Thì mình dùng các cái kiến thức đó để mình gì? Mình kinh doanh các cái kiến thức đó. Và trước khi mà để có một đội nhóm như vậy, thì bản thân Hiền phải trao được, đi được cái giá trị, và phải để cho mọi người có lòng tin vào mình hả? Thì lúc đó mình mới thành công được. Chứ không phải là cứ buổi hôm nay livestream lên là mình đã có khách luôn, mình khách hàng đã mua của mình luôn rồi thế nọ kia đâu. Vì khách hàng người ta phải mua hàng là người ta phải được trải nghiệm rất nhiều, từ lòng tin thì người ta mới mua hàng của mình được.